Là doanh nghiệp đi tiên phong ứng dụng công nghệ cao trong chăn nuôi với quy mô lớn tại Đồng Nai, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ sản xuất và chăn nuôi Thành Đức, tọa lạc tại ấp Bình Hòa, xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, được thành lập từ năm 1995 đến nay đã có 22 năm kinh nghiệm xây dựng và phát triển. Công ty đã đầu tư hàng trăm tỷ đồng vào trang trại gà chuyên cung cấp trứng gà sạch, phân vi sinh hữu cơ cho nông nghiệp sạch. Trại gà được xây dựng trên tổng diện tích 5 hectare với quy mô gần 200.000 con gà đẻ. Hiện đang cho năng suất 130.000 quả trứng sạch mỗi ngày, cung cấp cho các hệ thống siêu thị lớn ở nhiều tỉnh thành và xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc. Tình hình cuối năm sản xuất năm nay, công ty Đức đưa vào sử dụng là 4 nhà trứng gà để trứng và hiện nay đang cho một ngày ra 130.000 quả trứng và thêm một tháng nữa thì sẽ thêm có 40.000 quả trứng một ngày, thì tương đương sẽ đạt một công suất một ngày 170.000 quả trứng cho phục vụ Tết Nguyên Đán năm nay. Toàn bộ hệ thống chăn nuôi sản xuất được đầu tư bài bản, thiết kế chuồng lạnh, quy trình kỹ thuật chăn nuôi hoàn toàn khép kín, đảm bảo các điều kiện nuôi phù hợp. Ngoài ra, việc áp dụng các tiến bộ kỹ thuật cũng như quy trình phòng tránh dịch bệnh được thực hiện nghiêm ngặt nên tỷ lệ đẻ trứng của gà rất cao. Quy trình nuôi gà lấy trứng đều được tự động hóa, từ khâu cho gà ăn uống, kiểm soát nhiệt độ, thu gom trứng tới xử lý chất thải. Trứng từ chuồng nuôi được chuyển thẳng tới khu vực sơ chế đóng vỉ. Và hiện nay công ty đã nhập những thiết bị hiện đại của châu Âu, Nhật về sản xuất, về phân vi sinh, làm việc bảo vệ môi trường. Thì muốn tạo ra sản phẩm tốt thì môi trường làm việc phải tốt, không gây dịch bệnh. Thì không có vấn đề dịch bệnh xảy ra thì sẽ giảm dùng kháng sinh, và không dùng kháng sinh thì giảm giá thành, và tận dụng cái nguồn phân hữu cơ để mà tái tạo sử dụng trong cái chăn nuôi, làm dòng phân organic phục vụ cho nông nghiệp. Và hiện nay vấn đề của cây rau quả hiện quan tâm vấn đề nông nghiệp sạch. Cái lượng tiêu thụ hàng năm thì mức tiêu thụ thì trứng gà cũng còn tiêu thụ bình thường, cũng không hút hàng và cũng không sốt hàng máy. Và hiện nay cái ngành trứng trực tiếp chủ yếu là cung cấp cho hệ thống làm bánh và bếp ăn và một số nhà hàng. Và hiện Tết, trước Tết thì hàng có hút khoảng chừng 3 tuần và sau Tết thì hàng có thể đứng giá và chậm lại. Thì sau diện Tết thì trứng có thể giảm giá và có chừng 20 Tết trứng sẽ biến động tăng lại cho bình thường. Khi công nhân vào làm việc mình trở lại bình thường, đó là cái xu hướng trứng của ngành nhiều năm liên tục. Thì lượng trứng đảm bảo cái lượng trứng năm Tết thì nó nhu cầu đủ và không giờ thiếu. Để bình ổn giá thị trường, công ty sẽ tung ra lượng hàng trứng sạch chất lượng cao, an toàn, sản phẩm đạt chuẩn xuất khẩu quốc tế. Đặc biệt, người tiêu dùng khi sử dụng trứng gà sạch của Thanh Đức sẽ được sản phẩm bảo hiểm về trách nhiệm nếu có bất cứ rủi ro nào xảy ra. Organic thì Thanh Đức đã đầu tư đúng xu hướng hiện tại nay, và một cái công nghệ quả trứng về những máy móc hiện đại của Hàn Quốc thì thu gom trứng về thì để làm sạch quả trứng, phân loại trứng, kích cỡ nhiều loại và loại những quả trứng không đạt chuẩn ra, đóng gói vô hộp để những quả trứng an toàn tới tay người dùng an toàn nhất. Và công ty đã cam kết luôn bảo đảm chất lượng, mục tiêu hàng đầu của công ty về sản phẩm chất lượng cho người tiêu dùng. Công ty mới ký một hợp đồng cho cái tổ chức làm bánh của Hàn Quốc để mà đưa cái nông nghiệp và chăn nuôi Việt Nam mình vươn tới một cái quốc gia và những nước khó tính. Thì Thanh Đức đã tạo ra một cái sự cái sản phẩm tốt tối ưu và không phải thua với các nước châu Âu. Thì một cái sản phẩm Việt Nam mình mà cũng là một tầm vóc thương hiệu châu Âu tại Việt Nam. Đây được xem là mô hình sản xuất độc đáo với việc ứng dụng nhiều cải tiến mới trong kỹ thuật xây dựng, bao gồm các trang thiết bị hiện đại cho chăn nuôi đạt tiêu chuẩn châu Âu và được sự hỗ trợ kỹ thuật từ các chuyên gia hàng đầu. Công ty Thanh Đức chuyên cung cấp những quả trứng gà sạch theo tiêu chuẩn châu Âu cho các bữa ăn tươi ngon, an toàn của mỗi gia đình. Những quả trứng gà sạch này là kết tinh từ những con gà mái khỏe mạnh, có nguồn gốc giống từ những công ty giống dẫn đầu trên thế giới, được sản xuất bằng công nghệ hiện đại và tiên tiến nhất, đảm bảo mục tiêu cung cấp những quả trứng tốt nhất cho khách hàng. Mỗi trại nuôi của Thanh Đức được trang bị hệ thống điều khiển từ xa, đảm bảo kỹ thuật chuồng trại một cách chính xác. Điều này giúp cho công ty chăn nuôi Thanh Đức có thể sản xuất ra những quả trứng có chất lượng cao nhất phục vụ cho người tiêu dùng trong và ngoài nước. Thì công ty Thanh Đức đang nghiên cứu về những cái tập đoàn mà như đề hết và bên cái tổ chức chính phủ Hà Lan và những tập đoàn mà thương hiệu quốc gia đó thì đang đưa những sản phẩm mới giống như là tạo ra sáng mát và trí thông minh và những cái dòng giảm cholesterol cho người già và những quả trứng mà để mà cung cấp cho tạo spa cho chị em phụ nữ làm đẹp đó. Thì sang năm đưa những sản phẩm ra cho khách hàng. Trong bối cảnh vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm đang được quan tâm hàng đầu như hiện nay, thì việc phát triển chăn nuôi sạch được cấp chứng nhận Việt Gáp đang có rất nhiều triển vọng và đã mở ra hướng phát triển kinh tế bền vững cho người dân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.